Uy lực là cái uy của bạn nó đến từ bên trong bạn á, chứ không phải nó đến từ việc bạn có bao nhiêu tiền hay bao nhiêu địa vị hay bao nhiêu vật chất đâu. Có mỗi yêu thương có đủ được không? Yêu thương không không đủ được. Nhưng nó rất quan trọng. Nó là vế một. Vế thứ hai của sức mạnh đích thực đó là bạn phải có uy lực với đối tượng nó. Bạn phải có uy với đối tượng đó. Vậy uy lực nó sẽ đến từ đâu? Uy lực nó sẽ đến từ việc bạn làm gương như thế nào. Uy lực là cái uy của bạn nó đến từ bên trong bạn á, chứ không phải nó đến từ việc bạn có bao nhiêu tiền hay bao nhiêu địa vị hay bao nhiêu vật chất đâu. Vì đôi khi cứ cho là bạn trả lương cho họ đi, bạn nói họ phải nghe đúng không? Nhưng họ nghe ngoài mặt thôi, bên trong họ không phục. Thì trước sau gì họ cũng rời xa bạn. Hoặc họ sẽ vẫn nghe đấy nhưng họ làm cái việc đó với một thái độ không tốt. Và cuối cùng sẽ cho ra kết quả không tốt. Vậy đầu tiên để một người lãnh đạo có được uy lực, có được sức mạnh này, các bạn phải làm gương thật tốt nha. Ví dụ, bạn nói rằng đội ngũ ơi, chúng ta phải sống tỉnh thức nhé. Đội ngũ sẽ xem bạn có sống tỉnh thức không đấy. Bạn nói rằng chúng ta phải có mối quan hệ tốt và yêu thương những người thân của chúng ta nhé. Đội ngũ của bạn sẽ xem bạn có mối quan hệ tốt với những người thân của bạn không đấy. Và nếu như họ ở nhìn thấy ở bà Tuệ An lúc nào cũng nói là phải yêu thương người thân mà mối quan hệ với bà Tuệ An với cả những người thân trong nhà của bà ấy rất là đổ nát. Làm gì có ai tin và làm gì có ai đi nghe theo. Và mình đã không lan tỏa được cho đội ngũ của mình, đã không làm gương được cho đội ngũ của mình, thì làm sao họ và mình có thể cùng lan tỏa tới cộng đồng lớn hơn được. Vậy nên sức mạnh uy lực đó nó đến từ việc bạn làm gương. Bạn nói được điều gì, bạn phải thực hiện được cái điều mà bạn nói. Và bạn phải làm gương đủ tốt. Khi bạn làm gương đủ tốt, đủ lớn, bạn sẽ có sức mạnh, bạn sẽ bắt đầu có uy lực. Uy lực nó còn đến từ đâu nữa? Uy lực nó đến từ kỷ luật. Nó đến từ kỷ luật bản thân. Có bạn nào nhắc đến kỷ luật bản thân là thấy sợ rồi? Tại vì mình không giữ được ý. Hỏi thật. Cứ hỏi thật là lại nhiều cánh tay giơ lên. Bạn có tin là giữ kỷ luật bản thân là cái thứ rất khó không? Chúng ta giữ những cái kỷ luật khác thì rất dễ, nhưng mà chúng ta bắt người khác giữ kỷ luật ấy rất dễ nha. Nhưng mà để chúng ta tự giữ kỷ luật với mình thì rất khó, bởi vì chúng ta luôn luôn có xu hướng bao biện và nuông chiều chính mình. Mà nuông chiều nó khác với yêu thương nha. Nếu yêu thương chính mình là phải có kỷ luật để rèn luyện chính mình. Còn đâu nếu muốn hại chính mình á thì phải bao biện đổ lỗi và nuông chiều chính mình. Giống như việc là gì? Tôi muốn dậy sớm để tập thể dục lắm. Nhưng mà ba chấm và đằng sau có một loạt những cái nguyên nhân rất có lý luôn. Nghe cái nào cũng có lý luôn mà không phải ai bảo mình có lý đâu, tự mình nói à có lý lắm. Có lý lắm. Mình bắt đầu kỷ luật. Mình phải kiên trì để luyện tập ngồi thiền, để định tâm, để mình có thể giữ được sự vững chãi những lúc mình bất ổn nha. Xong rồi trong đầu mình cũng có nhiều tiếng nói có lý lắm. À, nó chưa phải là việc gấp gáp, đâu quan trọng đâu. Bây giờ làm gì cần phải ngồi thiền ngay đâu. Mình có thể ngồi vào buổi tối, mình có thể ngồi vào sáng mai. Bây giờ mình có biết bao nhiêu việc quan trọng mình cần phải làm. Thì chúng ta thường không giữ được kỷ luật bản thân, nên chúng ta mới không dành thời gian cho những việc quan trọng nhưng không cấp thiết. Các bạn nhớ cái key giữ kỷ luật nhé. Và bởi vì chúng ta không
giữ được kỷ luật nên chúng ta sắp xếp thời gian trong cuộc sống mới rất tệ, và chúng ta gặp rất nhiều điều xáo trộn trong cuộc sống là bởi vì chúng ta không giữ được kỷ luật. Nếu như bây giờ chúng ta có một kỷ luật như sau. Mỗi buổi sáng thức dậy, mình dành ra khoảng 10 phút để mình viết xuống tất cả những điều mình cần làm trong sáng nay. Sau đó mình bắt đầu liệt kê nó ra. Ô này là cần thiết này, CT là cần thiết này. Ô này là không à, là cấp thiết chứ xin lỗi, CT là cấp thiết. Ô này là không cấp thiết. Đây là quan trọng này. Đây là không quan trọng này. Mình lập thành 4 cái này. Cấp thiết có nghĩa là gấp á, gấp cần làm ngay. Không cấp thiết là không gấp, không cần làm ngay. Quan trọng là rất quan trọng rồi, là không làm thì sẽ gặp vấn đề đó. Còn không quan trọng là sao? Là không làm thì cũng không gặp vấn đề gì lớn. Và mỗi một ngày buổi sáng thức dậy, bạn list ra khoảng những danh sách công việc bạn cần làm đã nha. Bước 1. Bước 2, bạn sắp xếp nó vào 4 ô này giúp cho Tuệ An. Ô 1 là gì? Ô 1 là vừa cấp thiết vừa quan trọng. Ô 2 là quan trọng nhưng không cấp thiết. Ô 3 là cấp thiết nhưng không quan trọng. Và ô 4 là vừa không quan trọng cũng không cấp thiết. Ví dụ luôn này. Việc làm báo cáo. Nếu không làm thì không được rồi. Tại hôm nay là deadline để làm rồi. Và nó rất quan trọng với tổ chức của mình. Vậy nó có vừa cấp thiết vừa quan trọng không? Có, thì liệt kê nó vào đây, làm báo cáo. Việc quan trọng nhưng không cấp thiết. Việc đọc sách có quan trọng nhưng không cấp thiết không? Có. Việc ngồi thiền có quan trọng nhưng không cấp thiết không? Có. Việc tập thể dục có quan trọng nhưng không cấp thiết không? Việc thư giãn uống trà có quan trọng nhưng không cấp thiết không? Có đúng không? Liệt kê vào đây. Nó rất quan trọng nhưng nó không cấp thiết. Trò chuyện với con cũng thế. Sau đó đến việc cấp thiết nhưng không quan trọng. Ví dụ như việc gì? Nấu cơm. Bây giờ sắp đến giờ cơm rồi, không nấu không có cơm ăn. Nhưng nó không quá quan trọng đến mức có thể gây ra vấn đề lớn như ở đây. Vấn đề không quan trọng không cấp thiết là gì? Đi mua quần áo, đi uống cà phê với bạn bè, chat Facebook, post ảnh Facebook, đếm like, xem TikTok. Bây giờ phải liệt kê ở đây là xem TikTok. Tụi ăn không có cái app đó luôn các bạn. Nhưng may quá có đội ngũ xài hộ. Nhưng mà đội ngũ cũng chỉ xài trong giờ làm việc thôi. Tại vì đấy là công việc của các bạn, phải up video và trả lời. Còn bản thân tụi ăn không có xài app TikTok. Thì sau đó bạn sẽ làm thế nào với những công việc này? Nếu như bạn giữ sự kỷ luật, bạn sẽ làm gương với nó. Số 1, ưu tiên làm ngay. Vậy, tập trung làm báo cáo, không xem TikTok, không điện thoại, không cái gì khác, tập trung làm cho xong thì thôi. Tiếp theo, các bạn ưu tiên đến đâu? Ưu tiên đến đây, số 2. Ưu tiên đến việc ngồi thiền, việc thư giãn, việc đọc sách, việc phát triển bản thân. Bởi vì nếu như bạn không coi cái này là cấp thiết, mà bạn cứ trì trệ với nó, đến một lúc nó sẽ biến thành rất quan trọng và rất cấp thiết. Như là đến lúc chúng ta bị trầm cảm rồi, vì chúng ta quá stress vì đã không thư giãn ở đây, thì cái chỗ này sẽ biến thành rất quan trọng, rất cấp thiết. Và lúc này rồi có thể bạn phải nghỉ việc để tập trung mỗi việc thư giãn mà thôi. Có phải vậy không? Đừng để nó đến nhé, phải biết cân bằng nó. Còn những việc không quan trọng nhưng cấp thiết ở đây, thì bạn hãy học cách chuyển giao. Chuyển giao là gì? Hôm nay nhà mình cùng gọi pizza về ăn nhé, không nấu cơm nữa, mẹ hôm nay có việc bận. Hoặc anh ơi, hôm nay anh rảnh thì nấu cơm giúp em, mà anh không rảnh thì cả nhà mình đi ra ngoài đổi gió. Có nhiều cách mà. Hoặc kể cả việc đón con đi. Anh ơi, giúp em đón con hôm nay nhé, hôm nay em không thể đón con được. Chuyển giao. Bố mẹ ơi, hôm nay đón con giúp con một buổi nhé. Chuyển giao. Nhưng khi chuyển giao, làm ơn giao toàn quyền cho cái người mà bạn đã tin tưởng đó.
đừng can thiệp thêm. Đón con nhớ phải mặc áo chống nắng cho con đầy đủ nghe không? Đội mũ bảo hiểm vào nghe không? Đi chậm chậm thôi, dừng đèn đỏ đúng đấy. Lần sau bạn mà nhờ nó họ sẽ rất khó chịu. Tắm cho con sạch sạch vào, đừng có để nó nghịch nước quá lâu. Khi bạn đã chuyển giao thì đừng có nhắc thêm cái về đó. Nói là anh ơi hôm nay em bận làm ơn giúp em nhé, còn việc người ta làm như thế nào là việc của họ. Việc người ta có bày ra một bãi chiến trường cũng là việc của họ. Mình tin tưởng họ mà, kệ họ đi. Chuyển giao là phải tin tưởng và phải có năng lực chịu trách nhiệm với những cái việc mà mình đã chuyển giao cho họ, họ gây ra mình phải gánh. Có nhiều việc tụi em chuyển giao cho đội ngũ, nhưng khi đội ngũ làm sai tụi em vẫn là người phải gánh. Nhưng mà tụi em không trách đội ngũ một cách nặng nề, mà chỉ nói để cho đội ngũ nhận ra vấn đề để lần sau sửa thôi. Tại vì mình đã giao toàn quyền cho họ và trách nhiệm là thuộc về mình. Còn việc này bỏ nếu như chưa xong 3 việc này. Chỉ làm việc này khi đã làm thành hết 3 nhóm này mà vẫn còn rảnh thì thôi chúng ta có thể đi ngồi cà phê với nhau 30 phút. Còn nếu không thì bỏ. Và nếu như bạn giữ được sự kỷ luật như vậy á, thì bạn có tin là bạn có uy không? Và bạn sắp xếp được thời gian rất khoa học, rất hợp lý, rất tốt. Cuộc sống của bạn rất ổn và bạn sẽ rất có uy lực với những người xung quanh. Nếu như bạn làm các công việc hàng ngày theo cách mà tôi ăn vừa chỉ á, làm gương rồi, kỷ luật rồi, và bạn sẽ có uy lực với người khác khi bạn giỏi. Đừng bao giờ ảo tưởng rằng mình cứ làng nhàng mà mình lại có sức mạnh. Bạn phải giỏi. Có thể bạn không cần giỏi tất cả mọi thứ, tại vì mình không thể giỏi được tất cả mọi thứ. Nhưng ít nhất bạn phải giỏi trong một lĩnh vực nào đó, hoặc một vài lĩnh vực nào đó là quan trọng đối với bạn, thì bạn sẽ có uy lực với người khác. Có thể mình không giỏi trong cái việc là có một vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng mình lại giỏi ở việc là nội tâm của mình rất bình an, thì cái nội tâm đó lại là thứ mà người khác muốn đến và ngồi với mình. Có thể mình không giỏi trong việc nấu ăn, nhưng mà mình lại rất giỏi trong việc lắng nghe người ấy, thì thậm chí người đấy không quan tâm là ăn gì. Vậy bạn phải giỏi ít nhất một thứ. Và nếu thứ đó là thứ quan trọng, mà nói thật bạn chỉ cần giỏi bình an thôi, thì cái thứ đó sẽ là thứ rất quan trọng và bạn sẽ rất có sức mạnh ở bên trong. Cảm ơn bạn đã xem video của Tuệ An. Sắp tới có một lớp học vô cùng đặc biệt mang tên là Yêu Thương và Tự Chữa Lành sẽ được tổ chức lại tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Nên nếu như bạn thực sự muốn tham gia để trải nghiệm những cái cảm xúc của tình yêu thương, của sự thấu hiểu, của sự lắng nghe và biết ơn tất cả mọi thứ xung quanh mình, cũng như sẽ xúc chạm lại những cái nỗi đau từ tận đáy lòng của mình, để không phải chúng ta khơi dậy nó để rồi mình đau hơn, mà để chúng ta đối mặt với nó, để rồi chúng ta nhận ra nỗi đau đó mang lại cho mình những bài học gì, để rồi chúng ta sẽ quan sát và chuyển hóa được nó. Và nếu như bạn thực sự mong muốn tham gia vào chương trình đặc biệt này, hãy đăng ký bằng cách click vào đường link ở phía dưới. Và đây là một lớp học chi phí tùy tâm đóng góp. Các bạn không cần phải lo lắng đến học phí, mà các bạn muốn đóng bao nhiêu cũng được, không có thì không sao. Và toàn bộ số tiền mà các bạn đóng góp, chúng tôi sẽ dùng cho những mục đích phụng sự vì cộng đồng.